Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tạp chí Sức khỏe và Đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Tuyên truyền giảm kỳ thị với người nhiễm HIV. Loạn thần do ma túy đá có xu hướng gia tăng và trẻ hóa. Cần chú ý vàng da bệnh lý ở trẻ. Khoa ngoại sản, Trung tâm Y tế huyện Văn Giang triển khai nhiều kỹ thuật mới. Trong mục thầy thuốc và người bệnh, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về bệnh hen phế quản. Những cây thuốc dân gian chữa bệnh ho hen sẽ có trong mục cẩm nang y học kỳ này. Cuối chương trình là câu chuyện y tế, thuốc lá, nguyên nhân hàng đầu gây bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Trước tiên là những thông tin y tế chúng tôi mới cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, nhân tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hưng Yên đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền nhằm giảm kỳ thị với người nhiễm HIV. Bệnh viện đã phối hợp với các địa phương tổ chức buổi truyền thông về HIV/AIDS tại một số xã phường của huyện Phù Cừ và thành phố Hưng Yên. Trong đó, các bác sĩ đã chỉ ra những quan niệm sai lầm về HIV như mẹ nhiễm HIV thì chắc chắn sinh ra con sẽ nhiễm H, vợ hoặc chồng nhiễm HIV thì chắc chắn người còn lại cũng nhiễm. Chính những nhận thức sai lầm này gây nên tình trạng kỳ thị và càng khiến người nhiễm H thu mình, không tiếp cận được các dịch vụ điều trị. Tuy nhiên, các địa phương cần vận động người dân ở nhiều lứa tuổi tham gia các buổi truyền thông hơn, chứ không chỉ đơn thuần là người cao tuổi. Có vậy, cộng đồng mới cùng chung tay để kết thúc căn bệnh này. Nói về tác hại của ma túy, các y bác sĩ của Bệnh viện Tâm thần Kinh Hưng Yên cho biết, sử dụng ma túy, nhất là các dạng ma túy đá, khiến không ít người mắc chứng loạn thần, mất kiểm soát hành vi và gây nguy hiểm cho người xung quanh. Đáng nói, số lượng bệnh nhân có xu hướng ngày càng gia tăng và trẻ hóa. Từ tháng 1 năm 2019 đến nay, bệnh viện đã tiếp nhận gần 40 bệnh nhân bị loạn thần do ma túy đá. Tỷ lệ này có xu hướng ngày càng tăng, đa phần ở độ tuổi 20 đến 30, đặc biệt là có cả bệnh nhân nữ vào viện trong tình trạng tâm thần bị ảo giác, kích động mạnh, không kiểm soát được hành vi, đã dẫn đến la hét, chửi mắng, sợ hãi, tưởng tượng bị người khác đuổi giết. Trước thực tế này, các bác sĩ cho rằng cùng với biện pháp phòng ngừa, ngành chức năng cần có chính sách phù hợp sớm đưa các đối tượng nghiện ma túy, nhất là ma túy dạng đá đi cai nghiện. Khi người nghiện có dấu hiệu loạn thần, phải đưa vào bệnh viện kịp thời và điều trị dứt điểm. Mùa lạnh, các bậc phụ huynh thường ít cho trẻ ra ngoài trời. Vì vậy, nhiều trẻ sơ sinh bị vàng da. Đáng chú ý là có những trẻ bị vàng da bệnh lý. Thời gian gần đây, trung bình mỗi ngày Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên tiếp nhận điều trị vàng da cho từ 3 tới 4 bệnh nhi. Chủ yếu các bệnh nhi mắc vàng da sinh lý, chỉ cần chiếu đèn và tắm nắng một thời gian là hết bệnh. Bên cạnh đó, có trẻ mắc một số bệnh lý về gan, mật gây ra vàng da. Những trường hợp này cần được phát hiện sớm bệnh lý để có phác đồ điều trị phù hợp. Thời điểm này trẻ dễ bị vàng da sinh lý, vì vậy nhiều phụ huynh có tâm lý chủ quan, không nghĩ tới trường hợp trẻ bị vàng da bệnh lý. Vàng da bệnh lý sẽ lâu khỏi hơn, màu vàng đậm hơn so với vàng da sinh lý. Nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, trong năm vừa qua, khoa ngoại sản, Trung tâm Y tế huyện Văn Giang đã triển khai nhiều dịch vụ kỹ thuật mới trong công tác khám và điều trị. Trong lĩnh vực sản khoa, trung tâm đã áp dụng các kỹ thuật mới như phẫu thuật nội soi bóc u nang buồng trứng, phẫu thuật nội soi chửa ngoài tử cung, kỹ thuật giảm đau trong đẻ, kỹ thuật chiếu đèn vàng da cho trẻ sơ sinh. Trong lĩnh vực ngoại khoa, trung tâm triển khai các kỹ thuật như phẫu thuật nội soi mổ thoát vị bẹn, phẫu thuật tán sỏi thận, sỏi niệu quản ngược dòng bằng laser, phẫu thuật cắt tuyến giáp, bóc các khối u phần mềm. Ngoài ra, khoa còn thực hiện phẫu thuật theo yêu cầu với sự liên kết các bệnh viện tuyến trung ương như Việt Đức 108, Thanh Nhàn, Nội tiết Trung ương. Nhờ vậy, lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tại khoa ngày càng tăng. Lượng bệnh nhân xin chuyển tuyến vượt tuyến giảm chỉ còn 3%. Các kỹ thuật mới trong phẫu thuật đều được thực hiện tốt với kết quả thành công cao, không có trường hợp nào bị tai biến sau mổ. Nhằm thực hiện kế hoạch số 133 KHUBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc thực hiện chương trình mục tiêu y tế dân số trên địa bàn tỉnh năm 2019, Chi cục An toàn thực phẩm đã lựa chọn xây dựng được 30 mô hình điểm an toàn thực phẩm. Nhằm duy trì hỗ trợ phát triển một số cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm để có đầy đủ các tiêu chí tốt về đảm bảo an toàn thực phẩm, tạo ra các mô hình điểm để các cơ sở thực phẩm tham quan học hỏi, nhân rộng mô hình điểm an toàn thực phẩm trên địa bàn toàn tỉnh. Từ tháng 6 năm 2019 đến tháng 12 năm 2019, đã có 30 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở chế biến suất ăn sẵn, bếp ăn tập thể trên địa bàn toàn tỉnh đã được lựa chọn xây dựng mô hình điểm an toàn thực phẩm. Các mô hình này cho đến nay đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu yêu cầu
để được chứng nhận là mô hình điểm an toàn vệ sinh thực phẩm. Cùng với 8 mô hình được xây dựng năm 2018, hiện Hưng Yên là một trong những tỉnh có nhiều mô hình điểm an toàn thực phẩm trên toàn quốc. Trong thời gian tới, tỉnh Hưng Yên sẽ tiếp tục duy trì và phát huy thêm nhiều mô hình an toàn thực phẩm hơn nữa để đảm bảo sức khỏe cho toàn dân trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, hen phế quản, dân gian còn gọi là hen suyễn, là một bệnh lý đường hô hấp mạn tính. Bệnh hen phế quản thường không thể chữa khỏi, nhưng triệu chứng của bệnh thì có thể được kiểm soát bởi sự tuân thủ điều trị của bệnh nhân. Để hiểu rõ hơn về bệnh này và biết cách để phòng tránh, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Văn Ngọc, trưởng khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hưng Yên về căn bệnh này. Xin chào bác sĩ, cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin bác sĩ cho biết bệnh hen phế quản phổi là gì và đối tượng nào dễ mắc căn bệnh này? Bệnh hen phế quản là một bệnh lý nó có hai thể. Thể thứ nhất là hen cơ địa dị ứng. Thể thứ hai là hen suyễn mục theo dòng máu di truyền. Hay phát bệnh về những đợt thời tiết thay đổi. Hen này là tại sao như thế? Bởi vì cái cơ sen của phế quản phổi của những người mắc bệnh này rất nhạy cảm với nhiệt độ và thời tiết. Khi mà nhiệt độ thời tiết thay đổi thì cơ sen phế quản phổi, ống phế quản và phổi và tiểu phế quản nó sẽ co giãn theo nhiệt độ trong cơ thể cũng như theo thời tiết thay đổi. Đối tượng mắc bệnh hen phế quản hay bị nhất là đối tượng trẻ em trên dưới 5 tuổi. Vậy triệu chứng của căn bệnh này như thế nào và nguy cơ tai biến ra sao thưa bác sĩ? Triệu chứng của bệnh này thì thường thay đổi thời tiết đột ngột, lên cơn khó thở và đầu tiên thì là cơ thể là sẽ mệt mỏi, cảm thấy thiếu oxy, không thở được, không hít được vào, không thở được ra. Và dần dần nặng lên, nếu không kịp thời, thuốc men kịp thời thì là tím tái. Tím tái ở trẻ em thì nó có biểu hiện là các cơ hô hấp co rút, co lõm lồng ngực. Ở người già thì nó thể hiện là ví dụ mặt thất thần, hoảng hốt, nếu không cấp cứu, không có thuốc men kịp thời, tím tái. Những cái biến chứng của bệnh này thì một khi đã thở như thế thì không khí vào cơ thể, không khí lạnh vào cơ thể và không khí bụi hoặc là ô nhiễm môi trường vào cơ thể một cách đột ngột như thế thì sẽ gây viêm phổi sau mắc bệnh, viêm phổi lạnh. Để phòng tránh căn bệnh này thì cần phải làm những gì thưa bác sĩ? Để phòng tránh căn bệnh này thì thứ nhất là đối với trẻ em thì cần phải lên tiêm phòng đầy đủ. Đặc biệt bây giờ có vaccine phế cầu khuẩn phòng các cái bệnh viêm đường hô hấp trên cũng như viêm phổi, viêm não do phế cầu. Thứ hai, đối với người già thì là phải cái vấn đề ăn uống, sinh hoạt, nghỉ ngơi cũng như lao động phải hợp lý, hợp vệ sinh, tránh gió lùa, thì là tránh vấn đề thời tiết lạnh ra ngoài đường không cần thiết, hoặc là ăn uống dinh dưỡng, vitamin, muối khoáng đầy đủ và rèn luyện thân thể, có chế độ tập thể dục thường xuyên. Thì đối với người già cần vấn đề tốt nhất là vấn đề thể dục thường xuyên hợp lý theo các cái bài tập về mùa đông cũng như đối với người già. Xin bác sĩ cho những lời khuyên đối với những đối tượng đã mắc căn bệnh này. Lời khuyên đối với những người đã mắc bệnh này thì thứ nhất là vấn đề phải đối với trẻ em là phải tiêm phòng đầy đủ. Thứ hai là ăn uống chế độ dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh. Thứ ba là vấn đề mùa đông cần mặc phải đủ ấm, không lên tập trung nơi đông người. Còn đối với người già về khuyên về vấn đề các cái bệnh hen này thì vấn đề ăn uống là phải hết sức chú ý vấn đề nóng ấm cũng như vấn đề không được ăn những thức ăn mà ôi thiêu hoặc để quá thời gian gây lạnh, gây có thể kích thích cơ thể. Thứ hai là vấn đề đối với người già, vấn đề chế độ dinh dưỡng rất quan trọng. Và thứ ba, thường xuyên thể dục hợp lý theo bài tập dưỡng sinh của người già. Hen phế quản thì nhiều người là hay bị kích thích mới nị các cái tuyến mồ hôi của chó mèo hoặc là các cái lông chó mèo cũng là một cái căn nguyên, một cái nguyên nhân gây bệnh hen phế quản nhiều. Không lên nuôi chó mèo. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ.
Thưa quý vị và các bạn, đất nước chúng ta có lợi thế về nguồn thảo dược rất đa dạng, phong phú. Những cây lá quanh nhà cũng mang đến tác dụng chữa bệnh vô cùng hiệu quả. Trong chương trình hôm nay, bác sĩ Lê Trung Thiện, Bệnh viện Y Dược Cổ truyền Hưng Yên sẽ giới thiệu với quý vị một số cây thuốc dễ kiếm và cách sử dụng để chữa bệnh ho, hen. Mời quý vị cùng theo dõi. Theo y học hiện đại thì chủ yếu ho nó do những nhiễm khuẩn của đường hô hấp, và đây là một cái động tác thở ra một cái gắng sức để làm thoát ra những cái dị vật ở đường thở nhằm mục đích thông khí tốt trong quá trình hô hấp và loại trừ các nguyên nhân. Đấy. Còn hen nó là một bệnh lý đã được Y tế Thế giới và Hiệp hội Hô hấp có tiêu chuẩn chẩn đoán, nó là một bệnh cụ thể gặp ở tất cả mọi lứa tuổi. Hai cái, một là chứng ho, hai là bệnh hen suyễn, thì thường là nó đi đôi với đi thành cặp với nhau. Đấy, và hen thì có thể có ho nhưng cũng có thể không, nhưng ho thì nó có là triệu chứng của rất là nhiều bệnh. Đấy, bao gồm có nhiễm khuẩn đường hô hấp, COPD, hen. Đấy, có bụi nhiễm thì cũng sẽ có ho kèm theo. Còn đối với y học cổ truyền thì người ta gọi ho là khái và hen là suyễn. Đấy, hay là háo suyễn. Thì đối với nguyên nhân của hai bệnh này thì nói nó rất là nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là chúng ta thường gặp là do các cái nhiễm khuẩn của đường hô hấp trên. Đấy, rồi là do cái vấn đề về co thắt các cái cơ hô hấp, đặc biệt là cơ ra sen của phế quản, làm cho chít hẹp đường thở dẫn đến rối loạn thông khí ở trong bệnh hen phế quản. Thế còn về y học cổ truyền thì chúng tôi cũng có rất là nhiều các cái cây thuốc cũng như là bài thuốc để có thể chữa hai cái bệnh này. Cụ thể thì như trước mặt tôi đây thì là đã có những cái cây thuốc nam tính chất là dễ kiếm, dễ tìm, dễ thấy và dễ nuôi trồng tại vườn nhà của các quý vị có thể sẽ nuôi trồng được. Đi từ phía bên tay phải của tôi thì đây là cây bách bộ, chúng ta có thể sử dụng. Đây là cây tươi và chúng ta sẽ sử dụng củ thân rễ của nó để thái ra thành phiến, phơi khô có thể sao vàng lên và chúng ta đun sắc hãm nước uống. Đây là một cây thuốc nam khá phổ biến và cũng dễ trồng. Cây thứ hai là cây bạch môn đông, chúng ta cũng sử dụng là phần rễ củ, đây cụ thể là củ của cây bạch môn đông đấy. Thì cây này chúng ta cũng có thể trồng được ở trong vườn nhà và sử dụng. Khi sử dụng thì chúng ta cũng phơi khô, bỏ lõi và chúng ta sấy sao lên và chúng ta đun nước uống. Đây là cây hẹ, thì cây hẹ này rất nhiều, rất quen thuộc với tất cả các quý vị. Trong quá trình chữa ho, đặc biệt là những cái ho cho trẻ em hoặc là ho khan của người già, thì các bạn có thể sử dụng cây hẹ này giã lát ra, sau đó là trộn với một ít mật ong. Và các đồng chí, các bạn có thể là cho người bệnh uống. Liều dùng thì đối với hẹ là thường xuyên là chỉ 2 đến 3 ngày đối với những ho mà loại trừ ta được các cái nguyên nhân gọi là do nhiễm khuẩn. Cây thứ tư là cái cây xạ can, hay gọi là dân gian gọi là cây rẻ quạt, thì cũng là một cái cây khá phổ biến mà trồng được, sử dụng toàn thân bao gồm rễ và lá. Và các bạn cũng sẽ sử dụng giống như cây hẹ, tức là cũng giã ra hoặc là hãm nước đun uống. Và cây thứ năm này là gọi là lá trúc hay là trúc diệp. Đấy. Thì cái lá này thì đúng ra ấy, trong cái điều trị theo cổ truyền người ta sẽ sử dụng cái không sử dụng đơn lẻ cái lá trúc để chữa ho, mà người ta sẽ kết hợp vào trong một cái bài thuốc cổ truyền, đấy là bài gọi là bài ngân kiều tán. Đấy, nhưng mà khi chúng ta sử dụng thì lưu ý là nếu như có được cái búp hoặc cái đạm của trúc, của đạm tức là cái phần bột của cái cây của cái lá trúc này thì là rất là tốt. Lá trúc non thì là nó có tác dụng điều trị chỉ khái và hóa đờm, rồi là làm cho chỉ suyễn. Đấy là một số các cái cây, các cái vị thuốc nam ở trong vườn nhà các bạn có thể sử dụng được một cách dễ dàng.
Thưa quý vị và các bạn, phổi tắc nghẽn mãn tính hay còn gọi tắt là COPD là căn bệnh nguy hiểm, được coi là sát thủ vô hình vì diễn tiến âm thầm, tiến triển nặng dần và chưa thể chữa khỏi hoàn toàn. Đây là một bệnh hô hấp gây khó thở do đường thở bị hẹp lại. Có nhiều yếu tố góp phần làm tăng nguy cơ mắc căn bệnh này, trong đó hút thuốc lá, thuốc lào là nguyên nhân hàng đầu gây ra khoảng 90% trường hợp phổi tắc nghẽn mãn tính. Và để làm rõ hơn về vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau. Bệnh nhân Đào Đức Vinh, 69 tuổi, ở xã Nghĩa Dân, huyện Kim Động, nhập viện điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đến nay đã là lần thứ ba. Trước đó, ông là một người nghiện thuốc lào nặng với thâm niên khoảng 50 năm. Chỉ đến khi thấy sức khỏe giảm sút rõ rệt, sụt cân, ho nhiều, tức ngực, khó thở và đến viện khám thì ông được chẩn đoán bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Tôi là nghiện thuốc từ năm 10 tuổi, biết hút. Mà cho đến năm 2015 là bỏ tần suất hút thì nó vô kể. Cứ bắt đầu quay nhạt mồm là hút. Tức là tần suất được biết bao nhiêu điếu trong một ngày. Lúc được nghỉ lao là cứ hút đều thôi. Thường thường là cứ 5 đến 7 hôm nó mà lại. Khi bắt đầu có tuổi thì là nó bị ho. Nó ho nhiều lần. Đấy. Đến khi xuống cái này các bác sĩ phát hiện được ra là tôi bị tắc nghẽn. Còn đây là bệnh nhân Nguyễn Minh Khanh ở phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên, đã nhập viện được khoảng 1 tuần nay. Theo chia sẻ, ông Khanh cũng là người có thâm niên nghiện thuốc lá khoảng 30 năm. Và khi phát hiện bệnh đã ở giai đoạn nặng thì ông mới quyết tâm bỏ thuốc lá. Khi làm nghề thì mới hút vào khoảng cỡ 20-30 năm rồi. Một ngày vừa hút vừa tiếp khách vào khoảng cỡ 1.5 bao. Khi mà ngừng hút thì nó buồn bực, cảm thấy nó thèm. Thế nhưng mà rồi vì bệnh tật cho nên phải thôi. Theo số liệu thống kê của khoa bệnh phổi, Bệnh viện Phổi Hưng Yên, hiện khoa đang điều trị cho 40 bệnh nhân bị phổi tắc nghẽn mãn tính. Trong đó có nhiều trường hợp bệnh nhân phát hiện bệnh muộn gây khó khăn rất lớn trong quá trình điều trị. Và phần lớn các trường hợp này đều có tiền sử hút thuốc lá, thuốc lào lâu năm. Hiện tại thì tỷ lệ bệnh nhân mà bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đang nằm điều trị tại khoa liên quan đến hút thuốc lào, thuốc lá chiếm tỷ lệ khoảng 60%. Đặc biệt là ở bây giờ cái xu thế trẻ hóa đối với cả bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là rất là nhiều. Gặp những trường hợp từ có thể 30 tuổi trở lên. Ở những cái bệnh nhân mà dùng thuốc lào, thuốc lá thì đặc biệt là điều trị cũng gây cái thời gian điều trị là kéo dài và cũng rất là tốn kém. Trong khi đấy mà điều trị thì cũng không thể đạt được cái kết quả cao. Thường những cái bệnh nhân mà đã bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì sẽ tái đi tái lại nhiều đợt ở trong năm. Theo thống kê của Bộ Y tế, ở nước ta ước tính có khoảng 6-8 triệu bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hoặc hen phế quản. Với chi phí tiêu tốn hàng chục nghìn tỷ đồng, đây là gánh nặng lớn cho gia đình bệnh nhân và toàn xã hội. Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là một bệnh có nguy cơ gây tử vong cao và chi phí điều trị tốn kém tương đương với chi phí cho ung thư phổi. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, hút thuốc lá, thuốc lào là nguyên nhân chính của căn bệnh này, bao gồm cả hút thuốc lá và hút thuốc lá thụ động. Trong khói thuốc lá chứa các chất độc hại gây ảnh hưởng rất lớn tới chức năng phổi. Độc tố được hít trực tiếp vào phổi có thể dẫn đến kích thích phổi nghiêm trọng, gây ra sự khởi đầu của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Trong một thời gian dài sẽ khiến phổi ngày càng bị tổn thương, dẫn đến tình trạng viêm và suy thoái. Phổi tắc nghẽn mãn tính là bệnh mãn tính và cái bệnh này thì nó là một cái bệnh không bao giờ điều trị khỏi hẳn được. Đấy. Bệnh này nếu mà giữ gìn và không tốt, chăm sóc cho bản thân không tốt, môi trường sống không trong lành thì bệnh này sẽ càng ngày sẽ càng nặng lên và sẽ dẫn đến tình trạng là bệnh chuyển sang giai đoạn tâm phế mạn. Đấy, và bệnh nhân sẽ phải tỷ lệ bệnh nhân nhập viện sẽ càng ngày càng cao, một năm có thể đến 10-15 lần. Để tỷ lệ giảm mắc cái bệnh này thì cái này, vấn đề về tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, thuốc lào là rất quan trọng đến người dân và đặc biệt là bây giờ các thế hệ trẻ. Đấy, bây giờ các thế hệ trẻ bây giờ là hút thuốc lá, tỷ lệ hút thuốc lá thuốc nào ngày càng cao. Đấy, trên cái vấn đề tuyên truyền dừng hút thuốc lá thuốc nào cho người dân để giảm tỷ lệ cái bệnh này là rất quan trọng. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại tạp chí Sức khỏe và Đời sống hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.